Theo bà con trồng nhãn ở thành phố Hưng Yên, năm nay khí hậu biến đổi ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa. Vào mùa đông, khi cây nhãn cần nhiệt độ thấp để ủ mầm hoa thì thời tiết ấm nên không thuận lợi cho hoa nhãn. Thời kỳ nhãn phân hóa mầm hoa ra hoa cuối đông, thời tiết rét đậm không thuận lợi cho cây nhãn sinh trưởng nở hoa. Bên cạnh đó, công tác dự thính dự báo thời tiết chưa sát dẫn đến việc chăm sóc tác động không mang lại hiệu quả. Vì vậy, ước tính đến thời điểm này, tỷ lệ ra hoa nhãn ở thành phố Hưng Yên chỉ đạt khoảng 70%, các huyện còn lại tỷ lệ còn thấp hơn. Cũng tương tự Hưng Yên, các vùng nhãn lớn của miền Bắc đều chung tình trạng nhãn ra hoa thấp. Tuy vậy, vẫn có nhiều nhà vườn, hợp tác xã đã áp dụng hiệu quả các biện pháp cơ học, hóa học và sinh học để nhãn ra hoa đạt cao. Do mùa hoa nhãn không thuận lợi, kéo theo nghề nuôi ong, lấy mật cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, sản lượng mật ong cũng sẽ bị giảm từ 40 đến 50% so với năm trước.